Thầy Hùng ạ. À, em xin chào và chào sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng và bác sĩ thạc sĩ bác sĩ Lê Xuân Thận. Qua cái phần trình bày vừa rồi thì phải công nhận là rất là vui vì trung tâm của chúng ta đã ứng dụng cái hệ thống, ứng dụng cái phần mềm vào trong cái ca lâm sàng, và nó là một cách rất là hoàn thiện. Và như thế thì đối với lại cái phần trình bày của em ngày hôm nay á, thì các quý bác sĩ và các anh chị đồng nghiệp, thì em xin phép được trao đổi ngắn gọn về cái kỹ thuật EVA Assist và cách ứng dụng của nó trong cái việc là chúng ta làm plan lên kế hoạch để can thiệp như thế nào. Vậy thì trước tiên đó, chúng ta cần phải trao đổi một tí về cái ứng dụng này, nó cần những cái gì. Em xin phép được xem màn hình. Vậy thì đối với lại một cái ứng dụng của chúng ta ấy, thì nó là ứng dụng Evasys mà lấy dữ liệu từ hình ảnh CT. Như vậy thì với dữ liệu CT chúng ta cũng phải có những cái tiêu chuẩn nhất định để mà dùng cái dữ liệu đấy vào trong cái hệ thống phân tích. Vậy thì tất nhiên muốn có một hình ảnh đẹp, muốn có một cái kết quả phân tích chính xác thì chúng ta cũng phải là yêu cầu về cái gì ạ? Yêu cầu về cái chất lượng, yêu cầu chất lượng của dữ liệu CT. Vậy thì ở đây chúng ta yêu cầu là cái kênh mạch máu chụp CT phải là phủ hết từ khung động mạch chủ cho xuống đến động mạch đùi hai bên đấy. Và tiếp theo là chúng ta cái độ dày lát cắt của cái dữ liệu này nó phải là từ 1 mm trở xuống để đảm bảo cái hình ảnh nó mượt mà. Và thứ ba nữa đó là cái động độ có cảm quan ấy, thì chúng ta phải biết là cái kỹ thuật viên chuẩn đoán hình ảnh khi mà tiến hành chụp CT á, họ phải đảm bảo được cái đậm độ phốc cảnh quang phải ở cái thùy động mạch, tức là cái nó phải tập trung vào cái thùy động mạch, thì như vậy thì nó cái máy hệ thống máy nó sẽ dễ dàng để phân tích. Tiếp theo nữa là có một cái yêu cầu nữa về thì khi mà chúng ta muốn dựng hình lên cho nó đẹp ấy, thì bệnh nhân bắt buộc là phải nằm yên, và trong quá trình chụp thì phải yêu cầu bệnh nhân nín thở, thì như vậy thì nó mới có được cái quả hình đẹp được đấy. Vậy thì không để làm mất thời gian của quý bác sĩ và các anh chị, em xin đi thẳng vào cái phần mềm demo, cách chúng ta có thể phân tích, dựng hình và lập cái kế hoạch để làm can thiệp. Thì em xin dùng cái ca demo ở đây ạ. Em sẽ có một cái ca động mạch, chụp động mạch chủ, chụp CT mạch máu. Thì chúng ta thì việc là sẽ đưa dữ liệu CT đưa vào trong cái hệ thống phân tích của hệ thống của GE, thì chúng ta sẽ có cái tên bệnh nhân ở đây và chúng ta chọn cái pha nào mà phù hợp, đây là pha động mạch, thì chúng ta chỉ việc khởi tạo cái hệ thống, cái ứng dụng. Chúng ta chỉ cần click chuột một thao tác duy nhất thôi, thì các anh chị và các bác sĩ sẽ thấy được là gì ạ? Chúng ta ở đây em không cần click thêm một cái click chuột nào nữa, nhưng mà ở đây nó sẽ tự động xóa cái hình xương, đốt sống, rồi cột sống và khung xương sườn, chỉ bộc lộ mỗi cái động mạch mà thôi. Đấy. Thế vậy thì chúng ta không cần phải nó là zero click. Đấy. Thì khi mà chúng ta đã thấy được cái kênh mạch máu nó trọn vẹn như thế này, nó hoàn chỉnh như thế này rồi, chúng ta không cần phải tác động gì thêm, không cần bổ sung gì thêm nữa. Thì chúng ta sẽ đi thẳng vào cái phần là đi vào phần phân tích. Thì chúng ta chỉ đơn thuần là ấn click next. Và một click duy nhất thì các anh chị và các bác sẽ thấy được là gì ạ? Cái hệ thống máy nó tự động nó sẽ bóc tách cái sơ đồ mạch máu ra, và ở đây chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tự động định danh cái mạch máu. Như các anh chị ở đây nãy giờ em không có thao tác là đặt tên hay là phải chú thích gì cả, tuy nhiên hệ thống nó tự động nó xác nhận được là gì ạ? Ở bên này nó là động mạch thận bên phải, động mạch thận bên trái, đấy, động mạch phân tạng và cái động mạch chậm ở hai bên phải trái. Tức là ở đây nó sẽ tự động định danh nhờ cái thuật toán và nhờ cái công nghệ AI của GE. Thì với những cái mốc giải phẫu thường quy thì nó sẽ tự động nó nhận diện được. Vậy thì vấn đề đặt ra là đây là gì ạ? Khi mà cái dữ liệu CT nó đảm bảo chất lượng như em vừa trình bày ở phần đầu bài ấy, thì khi mà cái chất lượng nó đảm bảo thì những cái thao tác này nó rất là giúp tiết kiệm cái thời gian phân tích của các quý bác sĩ và các anh chị. Đấy, máy nó tự động nó phân tích hết, chúng ta không phải click hay là chọn gì nữa cả. Đấy, thì sang phía bên này các anh chị sẽ thấy được là chúng ta sẽ có thể di chuyển dọc theo máu, và chúng ta có thể phân tích theo từng nhánh của cái mạch máu
Em ví dụ trong trường hợp ở đây chúng ta đang là mạch máu sẽ tự động nó trải dài ra, trải thẳng ra. Thì ở đây đang là phân tích cái mạch máu là động mạch chậu bên phải, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ trải dài, bình thường mạch máu nó ngoằn ngoèo như này, đúng không ạ? Bây giờ nó trải thẳng ra. Đấy, ta chỉ việc di chuyển cái chuột thôi. Và chúng ta có thể là gì ạ? Thấy được cái là cái đường kính thực tế. Đường kính ở đây em xin lưu ý là đường kính mà lúc cận quang xuất hiện, tức là lọc thật đấy. Đấy. Thì nó chúng ta di chuyển như cái con chuột như thế này ấy, thì tự động là chúng ta sẽ biết được là cái đường kính trung bình của nó là bao nhiêu, hiện tại đây là 33/4. Hoặc là ví dụ ba cái hình thực tế qua mặt phẳng axial này thì chúng ta sẽ có là đường kính min, đường kính max. Và vậy thì nó rất là hữu dụng cho các bác các anh chị. Ở bên này chúng ta sẽ thấy được một cái cửa sổ, đây nó có thể gọi là như một cái report, là một cái báo cáo mà chúng ta phân tích. Để phân tích mạch máu thì chúng ta chỉ việc là nó giống như là một cái sơ đồ có sẵn, thì ở đây nó sẽ có những khuyến cáo, những cái đường kính mà anh chị và các bác sĩ cần đo, thì chúng ta chỉ đơn thuần là click vào cái điểm. Ở đây chúng ta đang muốn đo được đường kính của động mạch chủ ngay bên dưới động mạch thận thấp nhất, thì chúng ta chỉ việc click vào đây và di chuyển đường con trỏ chuột di chuyển. Để chúng ta xác định là cái là động mạch thận thấp nhất, thì ở đây chúng ta thấy là động mạch thận thấp nhất ở phía bên trái đây, thì chúng ta di chuyển xuống thì chúng ta click thì chúng ta sẽ có được cái kết quả đường kính thật ở bên trong. Tương tự như thế chúng ta có di chuyển xuống tiếp, nó sẽ di chuyển chúng ta đến cái vị trí cổ, vị trí cổ của cái vỉnh chúng ta click chụp. Tương tự như vậy chúng ta cứ làm liên tục như vậy cho đến khi chúng ta có hết tất cả những cái thông số yêu cầu. Vậy thì chúng ta sẽ có được cái gì sau khi mà hoàn thiện cái sơ đồ này? Chúng ta sẽ có được kết quả là chiều dài ở cái đoạn ví dụ điểm thấp nhất này cho đến cái vị trí bắt đầu tuyến phình, chúng ta có kích thước độ dài của tuyến phình, và chúng ta có những muốn đo đạc những độ dài cần thiết thì chúng ta sẽ có những kết quả ở đây, và từ đó các bác sĩ chúng ta sẽ có thể lựa chọn được cái stent graft nó có kích thước phù hợp. Bên cạnh đấy là chúng ta vì cái dụng cụ mà chúng ta để đưa stent graft nó có kích thước khá là lớn, nó tới 10, 14, 15, 16S, cho nên là chúng ta cũng cần cần phải đánh giá cái gì ạ, cần đánh giá cái đường vào, chúng ta cũng cần đánh giá đối với động mạch đùi, động mạch chậu hai bên xem là kích thước của nó như bao nhiêu, nên em có đáp ứng được cái có đủ để mà chúng ta đưa cái dụng cụ vào hay không. Đấy, và nếu giả sử như ở bên này các anh chị thấy là bên cái động mạch trái này chúng ta sẽ thấy là cái gì ạ, vôi hóa nó rất là nhiều, thậm chí có một cái mảng xơ vữa đấy, cái bộ mảng xơ vữa ở đây chúng ta thấy là nó rất là ngoằn ngoèo, và như vậy đường kính ngay chỗ này nó khá là thấp. Đấy. Thì chúng ta cần phải lưu ý, ví dụ bên trái này chỉ có 4.2 thôi, thì các bác sĩ cũng dựa vào đấy để xem là cái đường nào để chọc chọc mạch nó sẽ là tối ưu, nó sẽ là tốt. Đấy. Thì đó là cái công cụ phân tích cơ bản về stent graft. Bên cạnh đấy các anh chị cũng có thể tiến hành làm cái marker, hoặc là mình có thể tiến hành đo góc, hoặc là đo những cái đường kính theo ý muốn của mình. Em ví dụ trong trường hợp này chúng ta đang muốn đo cái đường kính ngoài của cái tuyến phình này, thì chúng ta muốn đo một cách thủ công chúng ta chỉ việc click vào phần distance và chúng ta tiến hành đo từ bên này sang bên kia. Đấy, chúng ta sẽ có những kết quả như này. Đấy, chúng ta sẽ có những kết quả để làm cái thông số tham khảo để cân nhắc. Tiếp theo chúng ta cũng sẽ có là gì, trong trường hợp mà cái túi phình nó xuất phát ở vị trí này nhưng mà nó quá gập góc so với cái điểm bắt đầu. Đấy, thì chúng ta cũng có thể là gì ạ? Đo tiến hành đo đo gập góc, ví dụ như trường hợp này chẳng hạn, thì chúng ta đối với góc này thì nó cũng rất là bình thường, không phải là quá gập góc hoặc là quá phức tạp. Tuy nhiên chúng ta sẽ có công cụ để đo góc để từ đó có thể lập kế hoạch của nó chi tiết hơn và những cái lưu ý trong quá trình thả. Đấy, thì chúng ta tiến hành click vào phần angle, chúng ta chỉ việc là click cái điểm bắt đầu là cái điểm gập góc và xuống đến cái máu phần dưới, thì chúng ta sẽ có kết quả gập góc ở đây là bao nhiêu, bao nhiêu độ. Thì dựa vào những cái gập góc này trong trường hợp mà nó cái mạch máu quá phân nghèo thì bác sĩ người ta có thể là có những cái phương án để dự phòng hoặc là lưu ý trong quá trình thả. Tiếp theo á, ở đây chúng ta sẽ có một cái là như cái phần trình bày của bác sĩ thật, là nếu như trong trường hợp mà chúng ta cần thả stent graft phủ hết từ trên cái động mạch tạng này, từ trên động mạch chân tạng phủ xuống hết dưới này, thì chúng ta sẽ có những cái lỗ đổ phải thiết kế ở trên cái stent graft. Vậy thì chúng ta sẽ phải xác định là những cái góc nào của stent graft để chúng ta là quét lỗ, đúng không ạ?
À, thì vậy thì trong ví dụ trong trường hợp này là em đang đi xuống phần động mạch thận đây, động mạch thận phải này, chúng ta sẽ thấy là ví dụ lúc này chúng ta cần phải đo cái góc này nó ở vị trí bao nhiêu độ múi giờ bao nhiêu, thì chúng ta sẽ có phần clock như này. Chúng ta kích vào đây, anh chị sẽ thấy là gì, chúng ta sẽ xoay góc vào đúng cái chỗ mà độ của động mạch thận đấy, thì bắt đầu xuất phát đấy. Thì ở đây nó sẽ xuất hiện chúng ta là cái giờ, đây là 9 giờ 5 phút, tức là ở cái góc này khi mà chúng ta thiết kế để chọc cái lỗ ở trên cái stand grab và thiết kế ban đầu, thì người ta sẽ thiết kế để chọc đúng cái vị trí này để làm sao mà nó vừa fit khi mà thả thì nó sẽ vừa fit với lại lòng động mạch đấy. Thì đó chính là những cái ứng dụng rất là hay và hữu ích để các bác sĩ chúng ta lên kế hoạch và chuẩn bị đấy. Thì tiếp theo khi mà chúng ta đã hoàn thiện xong những bước này thì chúng ta sẽ đến một phần, đó là phần chọn góc. Thì các anh chị và các bác sẽ thấy được là gì ạ? Ở đây chúng ta sẽ có những cái marker, những cái landmark, landing zone ở đây. Chúng ta sẽ thấy là cái chỗ này là lỗ đổ vào của động mạch thân tạo, lỗ đổ vào của động mạch thân trên, tương tự như thế, tương tự lỗ đổ vào của động mạch thân hai bên. À, như vậy thì chúng ta quá trình thả, chúng ta lúc nãy ở trên cái video của bác Tận, các anh chị sẽ thấy được là chúng ta sẽ có những cái vòng tròn như thế này. Để dựa vào cái vòng tròn này, chúng ta sẽ biết được là cái điểm nào là cái điểm landing zone để chúng ta tiến hành bắt đầu thả stand grab. Đấy. À, chúng ta có thể ép thêm và bổ sung hoặc là di chuyển những cái điểm landing zone này cho nó phù hợp với hình ảnh thực tế. Dạ. Rồi, vậy thì qua cái quá trình này xong thì chúng ta sẽ có một cái nữa, đó là gì ạ? Chúng ta chọn góc, và thì các anh chị và các bác sẽ thấy là đây là hình ảnh hiện tại. Hình ảnh này những chị thuận có trao đổi là chúng ta đang muốn là để xác định xem cái mặt phẳng nào để mà nó có thể thấy được cái tương quan giữa hai động mạch tại hai bên, là cái vị trí chính xác thì nó vuông góc lại cái tia, thì chúng ta có thể xoay góc như thế này, xoay góc để xác định. Thì khi mà chúng ta xoay như thế này, chúng ta sẽ thấy được cái góc thực tế của cái CA cần xoay để có thể thấy thu được cái hình như thế này. Thì khi mà chúng ta xoay được như thế này, chúng ta có thể lưu cái góc này lại. Khi mà chúng ta lưu góc này lại xong ấy, thì trong quá trình làm can thiệp, các bác sĩ có thể chỉ cần mấy một cần gạt thôi, một cần gạt ở bên cái bàn điều khiển cạnh bàn, chỉ cần đẩy lên thì nó tự động đi về đúng cái góc này. Đấy. Tức là chúng ta có thể lưu lại góc, đấy. Tiết kiệm rất là nhiều thời gian cho các bác sĩ trong quá trình can thiệp. Để em ví dụ ở đây là em đang chọn cái góc này sẽ là góc để mà chúng ta tiến hành tả stent, đúng không ạ? Thì cái điểm này là điểm mặt phẳng và vuông góc, thì em có thể là cộng này chọn. Đấy, em chọn possible. Đấy, thì ngay cái điểm này là điểm bắt đầu chúng ta tả. Tương tự như thế, chúng ta sẽ có là cái góc để mà đánh giá để khi mà chúng ta kết thúc thả ở nhánh bên phải và nhánh bên trái, thì chúng ta có thể xoay góc làm sao để nó bộc lộ cái góc này chúng ta muốn thấy là phía bên trái, điểm này thấy là một góc. Đấy. Thì chúng ta có thể lưu vào một tiếp bằng cách này chúng ta mở ở đây, chúng ta sẽ có là distal left từ bên trái này. Đấy. Tương tự như thế đối với lại distal right, chúng ta sẽ có ba góc để mình tả. Nếu như trong trường hợp chúng ta muốn ép thêm nữa thì chúng ta chỉ việc ép thêm góc có thể thôi, thì nó thật là hữu dụng cho chúng ta khi mà chọn góc. Dạ. Rồi. Vậy thì vừa nãy chúng ta đã xong cái phần chuẩn bị, thì gồm có là chúng ta đo đạc phân tích để chọn stand, thiết kế stand, chúng ta chọn những cái điểm landmark, điểm landing zone này, rồi sau đó chúng ta sẽ có những cái góc để mà chúng ta tiến hành can thiệp để làm sao cho nó hiệu quả. Thì sau đó chúng ta sẽ đến một cái phần nữa, đó là phần mà chúng ta sẽ dựng tái tạo hình 3D này để sẵn sàng cho cái việc là chồng hình và copy máy CA thực tế. Vậy thì các anh chị thấy là như lúc nãy bác sĩ Tận có nói, chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta có thể làm mapping với nhau, tiến hành chồng hình với nhau. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cách làm dựa trên cái bo đấy, thì cái bo này chúng ta có thể dùng cái hình 3D này để chúng ta tiến hành chồng hình vào với lại cái hình soi thực tế. Cái hình soi thực tế chúng ta sẽ thấy những cái gốc sống Hải ơi, và hạt giọng em hơi nhỏ. Hải ơi, em sát lại gần máy một tí để mà nghe rõ hơn Hải. và Hồi nãy nghe cũng được, bây giờ cái đầu nhỏ hơn. bây giờ mình nghe rõ chưa anh? Và không biết là em nói với lại cái volume như này là ok chưa? Cũng tạm được mà, sát tí rồi được không? Cho nó lớn hơn tí nữa. Và em đang dùng cái tai nghe để xung quanh nó tiếng gió. Ok. Và, vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Chúng ta sẽ dùng cái hình ảnh xương để chồng
xưa, hoặc là chúng ta có thể là dùng cái hình ảnh mạch máu này chúng ta tiến hành chồng với lại cái hình ảnh DSA mà chúng ta thu được trên bệnh nhân thực tế. Vậy thì cách để hiểu rõ hơn cái quá trình chồng hình này ấy, thì em sẽ có một cái đoạn video clip ngắn để anh chị hiểu và vừa kiểm tra cái quá trình chồng hình như thế nào. Đấy. Thì về cái cơ bản về cái phần để phân tích và đánh giá mạch máu thì của em đến đây là hết tốt. Thì ở đây chúng ta sẽ có là gì ạ? Cái ứng dụng EVA Assist này nó sẽ có 3 phần. Một là cái phần plan này, hai là cái phần chồng hình, ứng dụng chồng hình, và cái phần thứ ba đó là cái phần để mà chúng ta chụp quang bim để đánh giá lại. Vậy thì sau đây em sẽ xin một đoạn ngắn để chúng ta hiểu thêm cái quá trình chồng hình như thế nào. Em xin mời các bác và các anh chị chúng ta sẽ giải thích trong quá trình này luôn. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Sau khi mà bác sĩ người ta tiến hành phân tích này, các bác sĩ người ta sẽ chụp một cái góc thẳng, sau đó người ta sẽ nghiêng sang bên trái. Đấy, chúng ta sẽ thấy là cái model của chúng ta đây, cái hình ảnh xương đây, nó tự động nó sẽ xoay. Thì các anh chị lưu ý là trong cái quá trình chúng ta chồng hình nhé, thì khi mà chúng ta đã chồng hình xong rồi thì chúng ta di chuyển bàn hay là chúng ta di chuyển siam thì cái hình ảnh 3D đấy nó tự động nó follow theo đấy, tức là chúng ta sẽ yên tâm là cái vị trí đấy nó là chính xác. And I'm gonna again shoot a simple single thorough shot and then save it. Now I'm in the Bible mode and I can do translation. Ở đây bác sĩ người ta đã chụp vào một góc là góc thẳng, sau đó sang góc nghiêng, và bắt đầu người ta sẽ tiến hành chồng hình ở trên cả hai hình trên này. Người ta sẽ các anh chị sẽ thấy được là cái vệt mờ đỏ đỏ này nó là hình 3D của CT, và cái hình trắng trắng này nó là hình soi chiếu thực tế trực tiếp, thì người ta sẽ tiến hành chồng hình hai cái này lại với nhau. Và sau khi người ta validate được rồi thì người ta sẽ có được cái việc chụp hình một cách hoàn thiện. I just validate my registration from table side and I switch from the bone mask to the arterial mask. Anh chị thấy là ở đây cái hình ảnh này chúng ta là từ cái việc chồng xương xong chúng ta bắt đầu có thể dùng cái màng 3D từ cái dữ liệu CT chúng ta có đây, và có thể các bác sĩ di chuyển cái CIA thì cái hình ảnh 3D này cũng tự động nó rotate theo, nó tự động nó xoay theo. Anh chị di chuyển bàn thì cái 3D là nó tự động di chuyển bàn. I can switch to a control mode. Đấy, sau khi mà đã chuẩn bị xong thì bác sĩ người ta sẽ có thể chuyển cái mode là cái mode để dùng contour, dùng cái đường bờ này. Thì mục đích dùng contour này để người ta thấy rõ là cái quá trình chúng ta thả stent trong cái lòng mạch. Đấy, thì nó sẽ thuận tiện. Đó quá Hải ơi. Bây giờ anh có nghe không ạ? Đó bây giờ lớn hơn rồi đó. Vâng. Đấy thì sau khi mà cái quá trình chúng ta tiến hành chồng hình xong á, thì chúng ta sẽ có được cái bản đồ mạch máu như thế này, nó hiện thị lên cái hình chiếu trực tiếp trên bệnh nhân, và như vậy thì chúng ta sẽ không cần phải chụp DSA quá nhiều, không phải dùng thuốc quá nhiều, và từ đấy chúng ta cũng không cần phải là gì ạ, phát tia quá nhiều. Như vậy thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều cho cả thời gian và cũng như là tiết kiệm liều liều tia, tiết kiệm liều thuốc cận quang cho bệnh nhân, nên nó rất là có lợi cái quá trình này. Bên cạnh đấy thì nó sẽ tăng lên cái độ tự tin của bác sĩ trong quá trình người ta làm can thiệp. Đấy, thì đó là cái vai trò của cái việc chồng hình 3D này trong cái hình ảnh chụp bệnh nhân thực tế. Đấy. Vậy thì vừa rồi em đã trình bày xong cái phần là lên kế hoạch, trình bày cái phần mà phân tích đánh giá cái mạch máu, cách chọn stent graft, các cái bước đo cái góc, và đồng thời chúng ta nói sơ qua với các anh chị về cách mà chúng ta tiến hành chồng hình như thế nào và cách nó hoạt động như thế nào. Vậy thì phần trình bày của em đến đây là hết, thì không biết là các anh chị có quan tâm và có câu hỏi gì đối với cái phần trình bày của em không, thì em xin phép để giải đáp ạ. Hải ơi, có hai câu hỏi ở đây cho Hải là cho hỏi là protocol chụp và cái cảm quan của cái trường hợp mà em làm sample vừa rồi. Cho em hỏi là cái protocol chụp ở cái hình ảnh chụp test
chụp CT hay là cái hình ảnh protocol để chúng ta chụp cái dữ liệu khi mà chúng ta đánh giá lại. Chúng ta sẽ có hai cách chụp. Hai trường hợp em nói về hai trường hợp luôn. Thực ra đối với lại cái protocol để chụp cái từ dữ liệu CT thì cái này nó phải là liên quan đến bên chẩn đoán hình ảnh. Thì đúng ra thì sẽ là các anh kỹ thuật viên ở bên chẩn đoán hình ảnh bên đấy người ta sẽ chủ động người ta đánh giá ở đấy. Còn cái việc mà ở bên phần can thiệp của mình ấy, thì chúng ta sẽ phải yêu cầu cái phần kỹ thuật viên bên đấy là họ phải đảm bảo cho chúng ta là cái hình ảnh này nó phải đạt được những cái yêu cầu này. Đấy, thì như vậy thì kỹ thuật viên người ta với những cái hiện nay tất cả những trung tâm lớn thì cái việc chụp mà hình ảnh mạch máu này nó rất là dễ. Nó đối với những cái hệ thống máy hiện đại bên ngày nay ấy, thì nó cái quá trình này nó không có gì khó khăn cả. Đây là chỉ những cái lưu ý nhỏ thôi. Thì tuy nhiên nếu như chúng ta muốn biết cái protocol này ấy, thì chúng ta em sẽ trao đổi với lại bên phần của bộ phận CT thì để có một cái protocol nó toàn diện hơn, chính xác hơn thì chúng em sẽ các anh chị cứ để lại cái thông tin chúng em có thể trao đổi và gửi cho các anh chị về cái protocol này. Vâng, tiếp tục anh chị ạ. Ok. Cho hỏi là tiêu chí đánh giá một ca phần mạch chủ bụng đặt yêu cầu. Thì cái này nếu mà em trả lời được cái phần của em, nếu mà trong trường hợp mà mình dùng cái phần mềm của mình đánh giá thì ví dụ như là con beam CT hay là cái phần mà 3D fusion sau khi mà mình làm xong rồi mình chụp cái phần mà DSA, hồi nãy anh Thận cũng có trình bày về cái cách mà dùng con beam CT vào cái phần để đánh giá lại cái ca. Thì em trình bày sơ sơ lại cái phần này cho cái câu hỏi này, sau đó thì vì mình cũng lố vào rồi thì em trình bày nhanh để sau đó mình stop, mình ngưng cái session ngày hôm nay. Sau đó thì thưa quý vị, là thưa những người tham dự, các thầy là các bác sĩ, thì như em có nói là đây là một cái series với Viện Tim mạch Quốc gia, thì mọi người cứ stay tuned. Sau đó sẽ có những cái phần tiếp theo về Teva, về TAVI và những cái bài hay khác nữa. Thì về cái phần Teva nó cũng có những cái phần trồng lấp, thì lúc đó nếu mà những câu hỏi mà chưa trả lời được hôm nay thì có thể mọi người hỏi thêm trong cái phần đó. Lý do là hôm nay cũng chương trình cũng khá dài và tại nó quá hút đi và nhiều câu hỏi nữa, cho nên là hiện giờ nó cũng lố rồi, thì hãy trả lời nhanh cái phần này sau đó mình stop và mình cảm ơn mọi người hãy ha. Em rất là cảm ơn cái câu hỏi vừa rồi của anh. Thì chắc là anh là một người rất là kỹ thuật viên, em đoán là như thế, hoặc là anh có kiến thức rất là vững về cái tiêu chí này. Vậy thì em sẽ đứng trên phương diện của em là một chuyên viên ứng dụng, và ngoài bên cạnh cái khía cạnh lâm sàng để mà đạt được một cái ca hoàn thiện và nó đánh giá xem nó có ok hay không ấy, thì ở trên cái phương diện là kỹ thuật thì chúng em sẽ có một cái ứng dụng đó là 3D CT này để chụp. Thì ứng dụng này sẽ chụp sau khi mà chúng ta đã tiến hành thả xong cái stent, thì chúng ta sẽ chụp 3D CT và dựng hình lên, chúng ta sẽ có được một cái hình ảnh như thế này. Em mời các anh theo dõi. Chúng ta sẽ có thể dựng hình chụp 3D CT xong và chúng ta dựng hình như thế này. Thì từ đây các anh chị sẽ thấy được gì ạ? Chúng ta sẽ thấy được cái tương quan của stent graft và cái mạch máu. Và tiếp theo á, đây là cái hình 3D chúng ta đã tái tạo. Đây là lưu ý là cái hình ảnh này chúng ta chụp từ cái máy chụp mạch chứ không phải máy CT đâu ạ. Đấy, thì khi mà chúng ta chụp các anh sẽ thấy là gì ạ? Chúng ta bản chất của nó cũng là hình CT, vậy thì chúng ta có thể đánh giá được ở trên nhiều bình diện. Nó sẽ gồm có là coronal, sagittal hoặc là axial. Thì từ những cái hình ảnh này các bác sĩ sau khi chúng ta đánh giá qua từng slide, chúng ta sẽ thấy được là gì ạ? Cái marker này, chúng ta sẽ thấy được những marker của stent này nó có bị gãy hay không, có bị bật hay không, có bị bung hay không. Bên cạnh đấy là cái việc lỗ đổ vào của những cái stent, những cái stent nhánh này nó có đi vào đúng cái nhánh hay không. Và bên cạnh đấy chúng ta sẽ thấy được là gì, có thấy được cái đường dò của thuốc cản quang ra ngoài để tìm cái endolith. Đấy, thì chúng ta có thể chụp cái hình ảnh 3D CT này để đánh giá xem liệu có dò ở trên cái hình ảnh này hay là không. Đấy. Thì về phương diện ở kỹ thuật bên em ấy, thì cái yếu tố cái ứng dụng 3D CT này nó gần như là hoàn thiện và để cho giúp cho các bác sĩ và các anh chị đánh giá được là cái ca của mình đã thành công hay chưa. Còn cái việc mà chúng để mà kết luận một ca thành công thì nó là nhiều yếu tố, bên cạnh yếu tố lâm sàng chúng ta còn phải theo dõi bệnh nhân một thời gian sau quá trình can thiệp nữa,
Đấy, tuy nhiên nếu như ở phía phía hướng dẫn của em thì em xin được trả lời là như vậy. Thì ứng dụng này sẽ giúp cho các anh chị đánh giá được cái độ thành công của một ca can thiệp là như thế nào. Em xin cảm ơn. Ok, em xin cảm ơn Hải, phần trình bày của Hải. Về có câu hỏi liên quan tới chuyện là cái video sau đây có được upload hay không, thì xin trả lời là khoảng 2-3 tuần sau thì sẽ được upload trên kênh YouTube của GE Healthcare. Thì khi đó phía ban tổ chức sẽ gửi cái video này cho những người đăng ký tham dự ngày hôm nay, và cũng share trên trường cũng sẽ share trên cái Zalo và LinkedIn của trường. Thì mọi người cứ lên đó vào cái đường link mà xem lại, tại vì ngay cả trường cũng sẽ cần phải xem lại rất nhiều những cái bài học hay từ phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng và bác sĩ Lê Xuân Thận ngày hôm nay. Thì do thời hạn chương trình cũng đã hết, mình cũng lố gần 30 phút, thì một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cái sự chia sẻ nhiệt tình và rất là chi tiết rất là hay của thầy Phạm Mạnh Hùng và thạc sĩ bác sĩ Lê Xuân Thận trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Xin cảm ơn hai thầy rất là nhiều ạ. Và một lần nữa xin chia sẻ là GE Healthcare cũng là cái cầu nối trong trường hợp những cái trung tâm mà các bác sĩ muốn phát triển cái kỹ thuật này, thì GE Healthcare xin rất là vinh dự được làm cầu nối cùng với những trung tâm quốc gia để mà hỗ trợ phát triển kỹ thuật mới cho những trung tâm của chúng ta và cho người bệnh Việt Nam có cơ hội được về những kỹ thuật như thế này. Một lần nữa em xin cảm ơn thầy Phạm Mạnh Hùng, thầy Lê Xuân Thận trong dành thời gian trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn Hải sự nhiệt tình của em. Sau đây thì sẽ là những cái series liên tiếp về tim mạch liên kết với Viện Tim mạch Quốc gia. Xin mọi người stay tuned và đăng ký tham dự đông như ngày hôm nay. Gần nãy cao điểm là gần như 160 mấy 170 mấy người tham dự. Cảm ơn rất nhiều các anh chị đồng nghiệp cũng như bác sĩ và những cái đối tác của GE Healthcare. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ. Vâng, xin cảm ơn bạn Nguyễn Minh Trường, GE Healthcare, bác sĩ Lê Xuân Thận, bạn Hà Trần Hải và toàn bộ các bạn đã tham gia tích cực, các đồng nghiệp đã tham gia tích cực vào trong cái hội thảo ngày hôm nay. Chúng tôi rất là hy vọng và mong muốn là chúng ta sẽ có tiếp tục đồng hành và có những các cái buổi hội thảo sau sẽ liên tục được tổ chức và cũng sẽ mang lại nhiều thông tin bổ ích hơn. Xin chào mọi người và có một ngày cuối tuần vui vẻ. Xin chào, cảm ơn. Dạ. Chào các anh chị. Dạ. Em xin cảm ơn thầy Hùng, cảm ơn bác sĩ Tạ và xin cảm ơn tất cả quý bác sĩ.